hơi bất ổn đúng không? Kẹt kẹt luôn, cái dữ luôn. Còn một tháng nữa cho ông luyện. Tháng nữa đẳng cấp ngay anh ạ. Mỗi lần một lượt nữa xong rồi giống nhà đấy hả? Nhà ông cũng lắm tiền cho ông nghiền răng nhà. Mỗi lần một lượt nữa đây. Lần đỏ đấy. 30 phút rồi đấy, 30 phút rồi đấy, mỗi con một lượt. Mỗi con một lượt nữa xong rồi hai lần xong nhà. Cứ nhiệm vụ đấy là làm. Nắng lên rồi. Nắng rồi, tối nay còn được đi đàn cô. Em cứ cái đâu phải đi đâu lâu với đàn cô. Em là đồng bọn người vừa. Đúng rồi. Nay kiểu gì chả đủ. Hôm qua em đi tập về, em bảo Nam có việc. Xong hôm nay anh đi mà em qua quán cà phê gần nhà em thấy một người yêu. À, lại có người yêu mới à? Dạ. Nhanh nhé. Nó nhanh lắm rồi. Thank you.
bạn rất nhiều. Các bạn xem hết video mình xin chân thành cảm ơn.